Madam chào cả nhà mình nhé. Chỉ còn một ngày nữa là lễ 8 tháng 3 rồi. Madam quyết định up những cái clip này với một cái chuyên mục mới để làm quà cho chị em phụ nữ. Với những người thích bông, thích hoa để tự tay mình cắm lên những bông hoa. Rất là dễ thương, rất là dễ làm. Còn những bạn nam nào mà làm không có được á, thì cứ alo cho Madam hoặc là vào page của tiệm hay đến trực tiếp. Tiệm hoa Happy số 46 Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để được tư vấn và lựa chọn nhé. Tiệm hoa sẽ ship tận nơi cho các bạn. Madam cảm ơn các bạn đã ủng hộ Madam trong suốt thời gian qua. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Madam Thương Vlog. Ngày hôm nay Madam Thương sẽ có một chuyên mục mới nhé. Đó là chuyên mục dạy bó hoa và cắm hoa đơn giản cho những bạn trẻ nào yêu thích cắm hoa thì chúng ta sẽ theo dõi nha. Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Madam Thương Vlog nha. Ngày hôm nay Madam Thương sẽ nhờ anh Khờ ở ngoài tiệm hoa Happy nè. Bữa nay anh sẽ dẫn bó một bông duy nhất anh ha. Chỉ là một bông thôi, các bạn coi một bông gì rất là đơn giản, không có đẹp gì hết nha. Nhưng mà anh sẽ gắn chung với cái đó vô, anh hướng dẫn bó. Và anh ngày hôm nay là anh có một người học trò đứng đất kìa. Thấy chưa, chút xíu nữa là các bạn sẽ coi nha. Anh sẽ bó một bó rất là đẹp. Bây giờ mình bắt đầu coi anh bó như thế nào. Đầu tiên là một cái bông hồng thôi, để thêm một miếng bi vô cộng với một lá dương sĩ pháp vô. Rồi mình có miếng giấy lụa quấn lại để phía trên để mà mình che cái gốc xấu xí đi, quấn lại cho nó chặt. Ủa sao anh Khởi không nói gì chân, cô nói không gì chặt? Anh Khởi nói đi, anh Khởi đẹp trai nè. Trời ơi, thầy dạy mà nói là cô nói sao? Cô nói nhiều khi là sai ý của ông thầy rồi làm sao trời. Madam Thương cũng tào lao quá ha, cái này là phải để ông thầy nói. Rồi sao, cái đó là sao ông thầy nói cái nào? Cắt đôi, nói lớn lên chút ông thầy ơi. Ụp lên phía trước. Trên chị ôm cái tờ giấy chính xong á, chị ôm cái tờ giấy chính xong tròn với anh chị lúc chị ốp cái lè lên cái giấy chính xong sẽ đi theo cái vòng tròn như thế này, nó sẽ nhìn nó ok hơn. Còn nếu mà chị kia chị bóp nó là cái giấy nó sẽ tự ảnh ngược ra, nhìn là dễ thương rồi nè ha. So với một bông hồi nãy mấy bạn thấy sao? Một bông hồi nãy còi cọc không, bây giờ xanh xanh trắng trắng kìa, thêm miếng giấy hồng nữa. Phải cắt đi cho nó gọn. Vậy là xong rồi đó anh Khởi. Cột nơi vô là xong ha. Đơn giản không chị Thảo? Chút nữa chị Thảo làm nha. Chị cẩn trọng lúc mà chị ôm cái gói trong, cái kính trong á, đi xe rất nhiều đó. Có nhất là ôm cái gói á. Đó là ôm cái gói vào trong, cái gói trong quan trọng. Chị ôm xe thì nó sẽ bị nhiều. Anh Khởi, cái bó bông này mà mình bán vào ngày lễ, mình bán được nhiêu một bó? 60 thôi. À, 60 hả? Dạ. Tùy hôm bông đẹp hay bông rẻ. Đẹp quá. Rồi giờ mang ra chụp hình nào chị Thảo ơi.